thuật xử thế của người xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Một, kiềm chế lòng tự ái cá nhân giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đạt được trí kẻ thất phu. Con người dù tầm thường đến đâu thì bao giờ cũng có suy nghĩ riêng của bản thân và xem nó rất quan trọng. Đó chính là cái tôi trong mỗi người. Lòng tự ái là nguồn gốc cho rất nhiều chuyện đắng cay đáng tiếc. Trong cái khổ do lòng tự ái gây ra là khó chịu uất ức hơn hết. Khuất Nguyên người nước Sở luôn nghĩ rằng, đời đục cả, một mình ta trong, người say cả, một mình ta tỉnh, bởi vậy, ta phải bị bỏ đi, thế nên, tôn trọng cái tôi của một người chính là bí quyết giúp bạn thu phục họ. Nếu là người quản lý bạn sẽ có được nhân tài, không thì cũng có thêm một người bạn. Đừng công kích, đừng nói mỉa, đừng mạt sát ai, đừng chạm vào tự ái của người khác nếu bạn muốn họ nghe theo ý bạn. Hơn nữa, thiện cảm đầu tiên bạn tạo được với người khác cũng chính là chìa khóa thành công sau này. Đúng sai là một lẽ tương quan. Họ nghĩ họ đúng, mình cũng vậy, nếu cứ tiếp tục cãi thì khó được ổn thỏa. Chỉ bằng ta im lặng và để hành động cùng thời gian chứng minh tất cả. 2. Chữ lễ ẩn ác dương thiện. Cái gì không muốn làm cho mình thì đừng làm cho người khác. Tuy làm cho người ta đuối lý ngậm miệng, đỏ mặt tía tai, mình hả dạ thật, nhưng đó là người nông nổi, khắt khe, lữ khôn lễ là nhún nhường, đặt cái tôi của mình sau người khác. Như thế không phải là giả dối làm lợi cá nhân, lễ là tránh đau khổ cho người khác bằng cách hy sinh mình. Không chạm tự ái của ai, che đi cái xấu, cái dở và tuyên dương cái hay cái đẹp của người khác. Một người rộng lượng không ích kỷ sẽ làm được như thế, một cách vô tư. Đối với người thấp kém hơn mình, người khác dễ sinh lòng tự phụ, kiêu căng, nhưng họ không ngờ chính sự kiêu căng, tự phụ ấy đã làm hại tới chính mình. Gieo rắc vào lòng người sự căm ghét và thù hận, một số người còn lãnh nhận hậu quả tàn khốc bởi bị trả thù. Vậy mới biết mình đừng bao giờ để ngạo khí chấn át. Những thói kiêu căng, biếm lẽ thường chỉ xuất hiện ở loại người không đạt chí. Người ta càng thấp kém càng có tâm cảm tự ti, đó là nguồn gốc sinh ra thù hận với người hơn mình. Đừng để điều đó hủy hoại bạn. Đối với người trên mình phải kính trọng, đối với người dưới càng phải khiêm nhường là vậy. 3. Đừng cậy tài khôn mà làm như ngu ngốc, đó mới thật là khôn. Dương Tu bị Tào Tháo giết bỏ chính vì thói làm khôn, tỏ ra của mình. Dương Tu là người thông minh tài trí, luôn đoán biết được ý định của Tào Tháo. Lần nào Tào ra ẩn ý ông cũng đều giải quyết được. Điều này làm Tào Tháo vô cùng căm ghét, cho là thói ngạo mạn, làm khôn. Cuối cùng không kìm được mà xử tử. Thuật xử thế của người xưa.